Thưa quý vị, giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày mai, ngày 23 tháng 5, được dự báo có thể sẽ tăng khoảng từ 600 đến 800 đồng một lít. Và nếu nhận định này là chính xác, giá xăng trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới. Theo quy định tại Nghị định 95, thời gian điều hành giá xăng dầu sẽ rơi vào các ngày mùng 1, 11 và 21 hàng tháng. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 5 là thứ Bảy và là ngày nghỉ, nên Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đã lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sang ngày 23 tháng 5. Dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 19 tháng 5 cho thấy giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore tiếp tục có xu hướng tăng cao. Một lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày mai có thể sẽ được cơ quan điều hành tăng khoảng từ 400 đến 600 đồng mỗi lít, còn giá dầu sẽ giảm khoảng từ 600 đến 800 đồng một lít hoặc kg tùy loại. Theo tính toán của vị này, thì mức giá cơ sở của xăng các loại hiện đang âm so với giá thế giới khoảng từ 950 đến 1.080 đồng mỗi lít. Giá xăng dầu trong nước thời gian tới sẽ tiếp tục tác động từ những biến động khó đoán trên thị trường.